Xin chào Tuy Hun, hôm nay muốn giới thiệu với các bạn đây là mẫu mắt kính thích hợp dành cho người cá mà Tuy Hun đã nghiên cứu suốt một tháng nay. Trên thị trường mắt kính thì không có cái mắt kính nào hợp với người cá bằng cái mắt kính này. Nguyên nhân tại sao? Cái mắt kính này nó dùng để tập luyện ba môn kết hợp, đó là bơi lội, đạp xe và chạy bộ. Rất là tiện lợi, một cái mắt kính mà để training hoàn hảo cho người cá. Thì Tuy Hun thấy là mắt kính này nó có chế độ thêm nữa là biofuse. Biofuel nghĩa là đeo vô á, mình sẽ không có bị cấn cái gọng mắt kính, cái tròng mắt kính lên con mắt của mình, nó xong không có hiện cái quầng đỏ. Mình có thể tập luyện được trong thời gian dài, từ 5 tiếng đến 6 tiếng. Đây, mấy bạn người cá nên mua mắt kính này nha. Thì các bạn có thể mua trên website của Tuy Hun mà mentuyun.com. Và bây giờ Tuy Hun sẽ đem mắt kính này thử để bơi cho các bạn coi. Giới thiệu thêm là mắt kính này nó có hai cái nút chỉnh, điều chỉnh ở chỗ này nữa, điều chỉnh cái sợi dây á. Đeo cái mắt kính này bơi, xong rồi đeo mắt kính này chạy bộ, rồi đeo mắt kính này đạp xe. Tuyệt quá đúng không các bạn? Gọng mắt kính khá là trong suốt, màu xanh. Đeo vô mát con mắt luôn, rất đẹp. Rồi bây giờ tôi đưa mắt kính này cho bạn người cá để bạn ấy thử bơi coi được không. Xin thông báo với các bạn biết là bạn Tâm là người cá có độ, nhưng mà đeo vô để bạn ấy coi bơi có thể nhìn thấy rõ trong nước hay không nha. Nếu mà các bạn ấy nhìn rõ được trong nước luôn á, là dù có độ hay là không có độ vẫn đeo mắt kính này rất tốt nha các bạn. Ồ, bạn Tâm bơi rồi kìa. Để rồi bạn Tâm sẽ nói cảm nhận của mình luôn. Thì đâu cần phải đeo mắt kính độ đâu đúng không em? Ủa, mắt thấy là mắt kính không độ chứ? Không độ. Dạ. Đừng má. Được, vậy xài luôn nha. Dạ. Ok. Bơi cái nữa đi. Trong đúng không? Nhìn dưới nước thấy rõ đúng không? Dạ. Thấy rõ luôn. Dạ. Ok. Như vậy là sau khi test cái mắt kính này, bạn người cá Tâm nó là dù có độ bạn ấy đeo vẫn thấy rõ và đẹp. Nhớ nha các bạn, muốn mua mắt kính này thì lên website mmentuyun.com nha. Mắt kính dành cho người cá. Đây là mắt kính dành cho người cá. Người cá là phải đi xe đạp, người cá là phải chạy bộ. Để bảo vệ môi trường, người cá không đi xe máy, không đi phương tiện sử dụng xăng dầu. Đeo mắt kính này để bơi dưới nước, đeo mắt kính này để chạy bộ, đeo mắt kính này để đi xe đạp. Ôi, mắt kính này quá tuyệt vời đúng không các bạn? Tôi phải đeo mấy chục cái mắt kính rồi mới khám phá ra được cái mắt kính này đó. Mắt kính này đúng là mắt kính dành cho người cá. Rồi bạn người cá hãy bơi đi.